Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Trong bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn hai bản tin chính sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên là thông tin cực kỳ chấn động ở ngoài khơi Biển Đông, đang hình thành một cơn bão được cho là siêu mạnh. Nó đã càn quét đảo Hải Nam của phía Trung Quốc vào trưa ngày hôm nay, đã đánh sập một con tàu sân bay và năm con tàu dân phòng của chính quyền ông Tập Cận Bình chìm xuống đáy Biển Đông. Đây được cho là một thiệt hại vô cùng to lớn cho chính quyền Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, ở ngoài khơi Biển Đông đã xuất hiện một cơn bão được cho là siêu mạnh với cường độ là lên cấp 13, giật cấp 15 với những cột sóng cao từ 5 tới 10 mét, biển động rất mạnh vào trưa ngày hôm nay. Nó đã đánh sập một con tàu hải cảnh và năm con tàu dân phòng của chính quyền ông Tập Cận Bình chìm xuống đáy Biển Đông. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, mưa chồng mưa, bão chồng bão liên tục đổ vào đảo Hải Nam của Trung Quốc. Hiện tại, theo thống kê nhanh của nhà nước Trung Quốc cho biết, hơn 1.000 hecta cây trái hoa màu tại đảo Hải Nam đã bị đánh sập hoàn toàn, điện đường trường trạm bị tê liệt. Theo hệ thống nhanh cho biết, một sân bay, hai bến cảng và một nhà ga đã bị tê liệt hoàn toàn. Hiện tại, chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao khi trong những thời gian vừa qua, mưa lũ, động đất, mưa bão liên tục xảy ra tại phía Trung Quốc. Người ta cho biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừng phạt Trung Quốc, bởi vì chính quyền ông Tập Cận Bình đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi và đau thương cho thế giới này. Kính thưa quý vị và các bạn, phải nói rằng chính quyền Trung Quốc đã gây ra rất nhiều tội lỗi điển hình như chính Trung Quốc là tác giả của con Covid-19, nói đi thì phải nói lại, để bây giờ hàng ngày có hàng trăm triệu người nhiễm Covid-19 và hàng ngàn người họ đã tử vong. Đây là một con số hết sức đau thương và đau buồn. Tất cả đều do chính quyền Trung Quốc, chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Và bây giờ, hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc phải gánh chịu những cái hậu quả đầy đau thương do mẹ thiên nhiên và ông trời đã ra tay trừng phạt người dân của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, mưa chồng mưa, bão chồng bão liên tục xảy ra tại Trung Quốc, khiến cho tình cảnh của Trung Quốc bây giờ tan hoang, không khác gì sa mạc Sahara ở châu Phi. Kính thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 9 được cho là siêu mạnh, giật trên cấp 15, giật tới cấp 17, dự kiến trong một vài ngày tới sẽ đổ bộ trực tiếp vào con đập Tam Hiệp tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp. Khả năng cao 99% con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ trong ngày hôm nay. Hiện tại, người dân của Trung Quốc tại các tỉnh thành phố khu vực phía Nam đã được sơ tán khẩn cấp lên đỉnh núi cao như Vạn Lý Trường Thành để tránh trú, bởi vì con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc, lớn nhất thế giới, bắc ngang qua con sông Dương Tử tại thành phố Vũ Hán, nếu mà con đập Tam Hiệp mà bị vỡ thì toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm. Khi đó, bản đồ trên thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và đây được cho là một thông tin cực kỳ đau buồn cho chính quyền ông Tập Cận Bình và hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, đó là phía ông Tập Cận Bình đã cho điều động khẩn cấp 10 tiểu đội và 10 tiểu đoàn đến trực chiến 24/24 ngay sát trên móng con đập Tam Hiệp, phòng con đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, mưa chồng mưa, bão chồng bão liên tục càn quét ở phía đông, phía tây, phía nam của Trung Quốc. Theo thống kê nhanh thì tờ báo China Morning Post cho biết, mùa mưa lũ năm nay Trung Quốc thiệt hại lên tới 8 tỷ đô la Mỹ, và đây được cho là con số cực kỳ to lớn cho chính quyền Trung Quốc trong năm nay. Tình hình con đập Tam Hiệp đang là ngàn cân treo sợi tóc khi cơn bão mạnh nhất thế giới đã đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc vào trưa ngày hôm nay. Con đập Tam Hiệp chính là con đập tử huyệt chết người của ông Tập Cận Bình. Tuy là con đập lớn nhất thế giới, nhưng đó mà bị vỡ thì toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị đe dọa. Từ Thượng Hải đến Vũ Hán, từ Hồ Bắc tới Hồ Nam, từ Quảng Tây tới Quảng Đông sẽ bị nhấn chìm. Hơn 600 triệu người dân của Trung Quốc đang vô cùng là run sợ nếu như con đập Tam Hiệp mà bị vỡ. Và tất cả những thông tin liên quan đến tình hình cơn bão số 9, liên quan đến tình hình Biển Đông, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để theo dõi tiếp các video của chúng tôi. Thay mặt những người làm chương trình, chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.